Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chấp cánh ước mơ kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về em Vũ Thị Hương Giang ở thôn Nguyễn Xá, hiện là học sinh lớp 5B, trường tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào. Khi mới sinh ra, Hương Giang đã bị bệnh máu trắng, bố bị bệnh thần kinh do tai nạn, không còn khả năng lao động. Mọi công việc đều do mẹ em tần tảo lo toan. Nhưng vượt lên số phận và hoàn cảnh gia đình, năm học nào Hương Giang cũng đạt thành tích học tập xuất sắc, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Vũ Thị Hương Giang sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều bạn cùng trang lứa, lại bị bệnh máu trắng bẩm sinh, mỗi năm phải đi điều trị tại bệnh viện vài lần. Bố em là anh Vũ Khải Dương, từ 5 năm nay không còn khả năng lao động, người lúc nào cũng đờ đẫn, thần kinh không ổn định do bị tai nạn lao động, quanh năm phải thuốc men. Trên Hương Giang có anh trai là Vũ Khả Bách, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa chế tạo máy, Đại học Bách khoa Hà Nội. Dù thuộc diện hộ nghèo, được nhà nước trợ cấp tiền học phí, nhưng học tận trên Hà Nội, vì thế cũng tốn kém so với thu nhập của gia đình. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông cả vào mẹ em là chị Vũ Thị Mười. Cháu Vũ Hương Giang ở một cái gia đình hộ nghèo đã nhiều năm nay. Hoàn cảnh của gia đình cháu là đặc biệt rất khó khăn. Bố cháu là bị bệnh thần kinh, mẹ cháu thì rất năm nũ, hàng ngày phải đi mua cái phế liệu về để nuôi các cháu. Nhưng gia đình nhà cháu thì kéo lại là được các cháu, anh của cháu Hương Giang là học rất giỏi và đã học thi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Hai là cháu Hương Giang là cháu lại bị bệnh máu trắng thì cháu vẫn là cố gắng vươn lên học tập, cháu học thành tích rất cao trong học tập. Ngay như ví dụ như các cái như ở trong dòng họ, người ta hàng năm vẫn trao quà học giỏi cho gia đình cháu. Sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, nhưng thương mẹ lam lũ, Giang vẫn làm nụng mọi việc để lo cuộc sống cho gia đình, nhất là ước mơ để anh trai sớm trở thành kỹ sư chế tạo máy. Đi học về, Giang thường giúp mẹ nấu cơm, quét dọn nhà cửa và cùng mẹ phơi lông ngan, lông vịt, phân loại vỏ chai để có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình. Suốt từ lúc sinh ra đến năm 2007, năm lúc bấy giờ cháu mới được 2 tuổi. Có khi cháu làm ở viện nhi tới 3 tháng liền, dạ đó chỉ có một mình tôi thôi. Mình thôi, còn anh ấy thì bệnh đến nắm hô, nắm nhiều khi chồng một viện, con một viện. Từ lúc cháu đi học đến bây giờ thì nói chung năm nào nhà trường rồi các chương trình các cô đều giúp đỡ. Thì cháu đi học thì các thầy cô giáo là đều giúp đỡ cháu học tập, mà cháu có được ngày hôm nay là cũng nhờ các thầy cô. Nguồn thu nhập chính của cả gia đình em là từ 6 xào ruộng cây lúa, nhưng chỉ đủ gạo ăn. Để có tiền trang trải cho việc học hành của các con, tiền sách bút, quần áo và tiền thuốc men quanh năm của chồng và con gái, nhiều năm nay chị Vũ Thị Mười phải làm nghề ve chai, bươn trải khắp làng trên, xóm dưới và các địa phương trong huyện, trong tỉnh để tìm mua phế liệu. Hôm may mắn cũng được 50.000, có hôm đi cả ngày vất vả chẳng được đồng nào. Mắc bệnh hiểm nghèo khi đang học lớp 3 và năm học lớp 4, Vũ Thị Hương Giang có đợt phải nghỉ học, nằm viện cả tháng để điều trị bệnh máu trắng. Nhưng khi xuất viện trở về, em đều mượn sách của các bạn để chép bài, về nhà tự học, đồng thời tranh thủ đến nhà cô giáo để hỏi những bài tập khó. Nhờ kiên trì, ham học, nhất là nghị lực vượt lên bệnh tật, mà năm học nào em cũng là học sinh giỏi của nhà trường. Mặc dù là sức khỏe không cho phép, nhưng mà khi đến lớp thì cháu rất cố gắng. Những buổi nghỉ thì cháu thường mượn sách vở của bạn bè chép lại. Và trong quá trình học tập thì rất là cố gắng, vươn lên. Còn đối với thầy cô thì cháu rất là ngoan, lễ phép. Thế còn đối với bạn bè thì cháu rất là hòa nhã và hòa đồng với các bạn. Các bạn cùng lớp với Vũ Thị Hương Giang kể rằng, do sức khỏe yếu, nhiều giờ ra chơi, các bạn chạy nhảy, nô nghịch, thì Hương Giang lại mang sách ra học, xem lại các bài giảng của cô giáo. Bài nào không hiểu, em mạnh dạn hỏi cô giáo ngay tại lớp. Vì thế, ngoài tiết kiệm được thời gian, lại tiếp thu được bài ngay tại lớp. Khi chúng tôi tiếp quản cháu từ hồi mầm non lên, thỉnh thoảng cháu lại phải đi viện. Mặc dù là cháu đi viện như thế nhưng về nhà cháu vẫn tiếp quản và cháu vẫn tiếp tục học được. Là một học sinh rất có nghị lực ở trong lớp, ngoan, được cô giáo quý mến, được các bạn quý mến. Mà nhà trường chúng tôi cũng rất là quan tâm, ban giám hiệu rồi tất cả các thầy cô giáo đều quan tâm đến em.
Thế và chúng tôi đã vận động rồi là quyên góp rồi tặng quà cho em. Một năm là chúng tôi tặng cho em là 2 lần. Thế và chúng tôi ngoài ra chúng tôi cũng tham mưu với lại các cấp các ngành rồi là các đoàn thể, ví dụ như hội phụ nữ, hội nông dân, thế rồi là bên đoàn thanh niên của công an, thế rồi hội khuyến học, phòng giáo dục, thì rồi là vừa rồi là cháu được là liên đoàn lao động báo liên đoàn lao động về là trao quà cho cháu. Mặc dù hoàn cảnh nhà bạn Hương Giang rất khó khăn nhưng bạn ấy vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập, thân thiện với các bạn. Bạn Hương Giang là một tấm gương để cho chúng cháu noi theo. Sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Vũ Thị Hương Giang đã có ý chí vươn lên, chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là tấm gương để các bạn trong toàn trường học tập. Ước mơ sau này của cháu là bác sĩ, cháu có thể tự chữa bệnh cho cháu, chữa bệnh cho bố cháu và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như cháu. Xin kính chào quý vị khán giả, các thầy cô giáo và các em học sinh đã đến với buổi lễ trao học bổng chắp cánh ước mơ. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng VNPT Hưng Yên và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đến với buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Xin được giới thiệu ông Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Phương Ngà, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin được giới thiệu ông Ngô Đức Hậu, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Hào. Xin được giới thiệu cô Nguyễn Thị Thìn, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào. Chương trình cũng có sự hiện diện của đông đủ các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào. Thưa quý vị, ở phần trước quý vị đã được làm quen với em Hương Giang, học sinh lớp 5B trường Tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, một em học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng đã giàu nghị lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Và bây giờ sẽ là phần trao học bổng dành cho em. Em Hương Giang sẽ nhận được một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng do VNPT tài trợ. Chúng tôi xin được kính mời ông Vũ Quang Trung, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Xin cảm ơn ông Vũ Quang Trung và hy vọng rằng với phần học bổng này sẽ là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để em Hương Giang tiếp tục vượt qua những khó khăn, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập. Và với quý vị, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành vì đã luôn đồng hành cùng chúng tôi, theo dõi những tấm gương mà chúng tôi đã gửi tới quý vị để lan tỏa những điều tốt đẹp. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.